Xin chào, xin chào Việt Nam, chào tất cả mọi người Ê hey, Phong ơi, ông nói dốc vừa phải thôi Nói thật chứ Phong cảm ơn anh Việt Kiều cháu cá Với lại tụi chúc bu nó theo anh Việt Kiều cá nhiều lắm Nhờ anh Việt Kiều cháu cá kêu tên hàng ngày Với tụi chúc bu nó chửi Phong hàng ngày Nên tháng này Phong kiếm được 3 ngàn mấy tiền Tiktok luôn Tiktok tóc nào mà cho tiền mấy cái tiền đó là cái tiền mà người ta tiếp đó, Thôi ra chia trong cái tiệm neo đi đừng nói dốc nó dốc vừa phải thôi Thực ra ông mà để ông thanh cao mà ông kêu tên là tại do ông hết cả ông thách người ta ông hứa với người ta ông kêu ông về việt nam ông xu cái bát bo rồi ông nói chuyện với tôi là ông đưa bát bo là tôi đi campuchia tôi đến bài hàng ngày đừng nói vậy cái quan trọng là đi qua nước ngoài đó, nó có giá trị khác chứ không phải là đi cờ bạc À, cờ bạc thì nó không có giá trị mấy ha đối với một cái người mà người ta có ăn có học có những cái uh, chiến lược và những cái công việc ở nước ngoài thì nó lại khác còn mình đi đánh bài có gì đâu tự hào nên là mà nếu mà nghe nè nếu mà có lấy cái số tiền đó mà làm từ thiện á, thì uh, nhớ mua sản phẩm của bên tôi để từ thiện ha tôi ủng hộ uh, chia sẻ và tặng cho những người nghèo đi nha bên uh, bên mình có dầu gội nè à, dầu xả nè À, serum nè Những cái hàng à, Nó cũng vừa túi tiền nó Phong Thì, à, có mua cái gì Ủng hộ à, cho Ricky ha à, Chứ à, bớt nổ lại Chứ à, ở đó mà nổ quá Người ta sợ Phong à, banh luôn cái bang À bả mà luôn đó nha Dù xin cảm ơn Và hẹn gặp lại Bye bye tất cả mọi người